Cú xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là mình cũng sẽ trở lại với con ạc ở server 550 nha các bạn. Là một con ạc level 32. Thì Cú đã làm video cũng khá là nhiều về con ạc này rồi. Thì khoảng mấy ngày nay là Cú mới vừa inbox bạn chủ ạc để vào lại con ạc nha. Tại vì hôm trước thì bạn ấy thông báo nghỉ thì Cú đã out ra. Tuy nhiên thì hiện tại đã có một bạn khác cài con ạc này, cài hộ. Và Cú vẫn được ra vào để làm video bình thường thôi mọi người. Thì hôm nay mình đã trở lại thì con ạc này khá là tàn luôn, không có đồ sáo, cũng không có áo sáo, thành ra thì lực chiến vẫn là 118k thôi các bạn. Vẫn là bếp Phượng Hoàng level 64 và đột phá được hơn 12k máu rồi. Thì tiếp tục video hôm nay chúng ta sẽ trở lại danh trại thôi các bạn, tại vì con ạc này đi ở sảnh thì khá là chán. Danh trại quán đầu tiên thì chúng ta gặp một bạn level 56 có tên nhân vật là Gao Bạc, hình như đây là một cái... một bạn ở cùng server với chúng ta thì phải ấy. Bây giờ thì Cú sẽ băng lại nha các bạn. Tiếp tục là một pha băng và sau đó thì Cú sẽ bay sang. Tuy nhiên thì cái tính tên của Cú khá là gà, không biết là đối với level ngang tầm thì có tên, còn level 5X thì như thế nào nữa các bạn. Toang rồi. Ván đầu tiên mà khá là chán luôn, tắt máy nghỉ luôn ấy mọi người. Ván đầu tiên mà Cú đã tính toán sai rồi. Tại vì thường thường nếu như mà các bạn băng một băng thì khi bay sang nó mất tên, khi giờ hai băng thì cũng mất tên, nói chung là hoang mang các bạn, hên xui đi. Chứ bây giờ Gunny Mobi á, khá là nhiều cảnh nhưng mà nó cứ xếp cho chúng ta ở cái cảnh này hoài luôn. Đa số từ quần đùi, thấy không các bạn, thấy không? Tiếp tục là cái cảnh sân bóng đá đây nè. Thì tiếp tục ở quần đùi hay là ở sảnh hay là vui chiến, nói chung này kia liên quan tới bắn với nhau là đa số là 10 trận là hết 7 trận gặp cái cảnh này rồi. Bây giờ là mình đam luôn, mình không có băng gì nữa hết. Một pha one hit của chúng ta, full đam là đã đủ để kết thúc bạn ấy. Khá là ngon luôn. Bây giờ là Cú gặp bạn top 1 của server 550 nha mọi người. Thì đây là cũng một người quen thôi, bạn Linh thôi. Thì đây là không biết là phải cái bạn mà mua ạc top 1 550 mà lúc mà Cú bị bóc phốt á. Thì hình như là ạc này nè mọi người. Bạn ấy, mình có up một cái video delete ạc top 2 là ạc của bạn ấy. Và bạn ấy mua là ạc top 1, là không biết có phải ạc này bây giờ hay không. Theo như Cú thấy thì cái tên nó cũng khá là giống, cũng tên Linh Miêu nữa. Nhưng mà ở đây thì TT Linh thì kệ đi. Nói chung là mình cũng là một người quen thôi. Bây giờ là mình sẽ nhây nha các bạn. Chúng ta sẽ núp. Biết bắn không lại rồi cho nên là chúng ta sẽ kéo tem một tí xíu xem là như thế nào nha các bạn. Bây giờ là Cú sẽ ném cục băng. Khi nãy là Cú đã chờ cơ hội để chúng ta ném băng và sau đó là sẽ bay lên sử dụng skill để câu hạt nhân. Tuy nhiên thì hạt nhân chúng ta vừa nổ rồi các bạn, khá là đen. Đây, một pha bay khá là thành công. Bây giờ thì Cú sẽ dùng cái skill bao của Phượng Hoàng và kèm với một pha đào. Thôi toang rồi mọi người. Không có thấm nhưng mà bị chạy miễn kháng các bạn. Cứ gặp là coi như toang rồi đấy. Ở đây thì bạn ấy bị dính phong ấn rồi. Thôi toang, mình cũng bị dính phong ấn luôn. Tiếp tục trốn mọi người. Cà cà. Tạo độ khó một tí xíu. Tuy nhiên thì rất là khó sống ở những cái pha này. Tại vì bạn ấy đã có cái skill của con Phượng Hoàng rồi. Đây. Rồi xong rồi mọi người ơi. Không có chạy được nữa đâu. Nó như là cái dẫn đường ấy các bạn. Đấy. Wow. Hai lượt chữ tàu rơi xuống là chúng ta đã lên dĩa rồi. Nói chung thì nhây nhây một tí xíu như thế cũng khá là vui nha các bạn.
Bây giờ là cô sẽ quyết định một pha full đam luôn. Hôm nay là không biết có phải chủ ạc Linh đi hay không, hay là một bạn khác, mà sao không thấy chat nhờ các bạn. Tại vì thường thường lên gặp nhau là sẽ chat nói chuyện. Tuy nhiên thì chắc là một bạn khác quá, hay là nhiều khi bạn ấy bận nữa. Bây giờ thì cứ gặp một bạn level 44 nha, 41 chứ. Bạn ấy cũng sử dụng Phượng Hoàng và cả Super Lưu Gạch Giác Vàng. Bây giờ là một pha băng của cú, và sau đó tiếp tục vẫn là một pha băng và sử dụng skill nhé. Bạn ấy khá là yếu thôi, hai cái kính boomerang thì đã đủ để kết thúc bạn ấy thôi. Bây giờ là chúng ta gặp một bạn level 58. Bạn ấy sử dụng Phượng Hoàng và cả Super Lưu Gạch Gon nha. Thì chắc là một pha băng để sử dụng skill ấy mọi người. Một pha full đam và cả skill của Phượng Hoàng. À, bạn này khá là yếu thôi mọi người, chắc là bạn ấy được tên ảo á. Chứ một tia bạn ấy ra cho cú khi mà có bạo kích thì chỉ có 1k6 máu thôi. Nhưng mà bạn ấy cũng rất là trâu nha mọi người. Bây giờ cú sẽ dùng một cái pha đào luôn. Hạt nhân. Ngon ngay, không có chạy miễn kháng. Cú chỉ định là đào bạn ấy thụt xuống để bạn ấy tạo độ khó cho bạn ấy một tí xíu thôi. Tuy nhiên thì chạy hạt nhân và đã kết thúc luôn bạn ấy. Tiếp tục là gặp bạn 58 khi nãy nha. À, thể lực của bạn ấy hơn mình hẳn nha, chứ không phải là tên ảo mọi người. Hồi nãy cứ tính là tên ảo nhưng mà không phải. Bây giờ ván sau thì bạn ấy vẫn bắn trước mình. Chắc là do bạn ấy đã có đủ thành ngôi sao và chòm sao, thành ra là chỉ số nhanh nhẹn của bạn ấy khá là cao hơn so với mình. Tuy nhiên thì lực chiến chắc cũng tầm ngang mình hoặc yếu hơn mình một tí xíu nha các bạn. Một pha bay ngay miệng cọp luôn mọi người. Đây là một pha quyết định đào của bạn ấy. Wow. Bây giờ thì cú sẽ ném chay một tia. Bây giờ cú sẽ bay lên ở phía ở trên đó nha mọi người, để tránh bị đau. Cú sẽ dùng một cái pha cộng 2 để phá cái lớp đất trên đầu, để một tí chúng ta có cái chỗ để chúng ta bay lên. Khá là câu tem luôn. Thì tại vì chúng ta bị thất thế, bị rơi xuống địa hình nằm ở phía dưới, cho nên về cái góc đó, nó rất là khó các bạn. Tại vì vũ khí boomerang này nè, thì nó là vũ khí, wow, boomerang là vũ khí mà tăng lực chiến nhiều nhất ở Gunny Mobi hiện tại. Tuy nhiên thì cái góc của nó khá là hẹp các bạn. Đấy, bây giờ thì cú sẽ ném chay ngay chỗ đó, và sau đó là mình sẽ bay lên cái vị trí đó nha mọi người. Ôi trời, chán game này ghê luôn ấy các bạn. Những cái pha bay mà vào những cái hố như thế á, thì nó cứ không cho chúng ta nằm ở đó, mà nó cứ để chúng ta nằm ở chỗ cũ thôi các bạn. Rất là khó chịu luôn. Bây giờ là chúng ta sẽ ném chay. Ở vị trí này thì cũng rất khó để mà bay lên trên.
Cú cũng sẽ quyết định full dam và cả cái skill của Phượng Hoàng luôn. Wow, đáng lẽ là phải vướng cái miếng rớt trên đó chứ, nhưng mà tuy nhiên thì nó hít qua bạn ấy luôn và đã kết thúc bạn ấy luôn, khá là ok. Cái skill của Phượng Hoàng đôi lúc thì nó cũng rất là có tác dụng nhiều nha. Bây giờ thì Cú tiếp tục gặp một bạn level 57 nha. Thì bạn ấy sử dụng là photocopy gun kèm với bét rồng. Ở đây thì Cú sẽ full dam luôn. Hạt nhân mọi người, thì cái hạt nhân đầu tiên là 58k máu đã kết xuống, đã kết thúc luôn mạng sống của bạn ấy rồi, khá là nhẹ nhàng. Bây giờ thì chúng ta gặp một bạn level 53. Một pha full dam. Wow, pha full dam đầu tiên của bạn ấy chạy bạo kích khá là đau nha. Cướp đi của mình cũng cả khúc máu luôn. Bây giờ là một pha lấy tên, tuy nhiên thì bị chạy hạt nhân mọi người, cay thật chứ. Tiếp tục là một pha full dam và bao của bạn 5x. Hạt nhân luôn mọi người. Và bị phong ấn nữa. Nói chung là chúng ta khá là đen trong ván này luôn các bạn. Một tia ném chay của Cú bị miss rồi. Tiếp tục là một pha ném chay kèm với bạo kích. Tuy nhiên thì bạn ấy cũng còn khá là trâu mọi người. Thì đây là một pha đào dùng để đục bạn ấy xuống một tí xíu. Nếu như mà hột hồi chúng ta còn cơ hội thì chúng ta sẽ sử dụng băng và bay sang để kết thúc bạn ấy. Tuy nhiên thì chúng ta hãy xem nhé các bạn. Thì đây là một pha ném bét. Thì bạn ấy là một bạn 5x bắn khá là chuẩn và lực chiến của bạn ấy thì chắc sắp xỉ Cú thôi. Nhưng mà do là máu lượng hồi phục của bạn ấy khá là nhiều ấy mọi người, thành ra và hồi nãy giờ liên tục thì Cú bị phong ấn và những cái pha rít rất là đau. Thành ra là chúng ta bị mất đi lợi thế rồi. Bây giờ là một pha cộng 2 50% sát thương và cả skill bao của Phượng Hoàng. Thì chỉ cây dao đầu tiên là đã cây dao thứ 3 mới kết thúc là mọi người. Vậy tính ra chúng ta cũng khá là trâu nha. Ôi khá là đáng tiếc luôn. Bây giờ là tiếp tục nha mọi người, một cái ván cuối nữa là chúng ta sẽ kết thúc video luôn. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Cú. Và Cú chúc các bạn là có một ngày mới tốt lành. Và nếu như bạn nào cần mua ạc, cần nạp móc này kia thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Cú qua số điện thoại hoặc là Zalo ở dưới phần miêu tả nha. Thì các bạn chủ động liên hệ với mình dùm, chứ mình không có ghép comment. Hay là các bạn đừng bỏ lại số điện thoại ở dưới phần video nha. Thì xin chào mọi người và hẹn các bạn ở video sau.